Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan. Mở rộng điều tra vụ án, ngày 15 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với Trần Ngọc Thuận, nguyên thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam về tội nhận hối lộ, Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo 09, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Võ Sĩ Lực, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam và Trần Thoại, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ngày 15 tháng 7, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5 phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Ngày 17 tháng 7, Tòa án Quân sự Trung ương xét xử phúc thẩm Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á trong vụ án tại Học viện Quân y và 6 bị cáo có kháng cáo. Trước đó ở phiên sơ thẩm, Phan Quốc Việt bị tuyên án 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 10 năm tù cho hành vi vi phạm đấu thầu, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù. Bị cáo Trịnh Thanh Hùng, Phó vụ trưởng vụ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ nhận 15 năm tù. Hồ Anh Sơn, Thượng tá, cựu Phó giám đốc Viện nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y 12 năm tù. 4 người khác bị tòa xác định đã phạm tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Nguyễn Văn Hiệu, đại tá, cựu trưởng phòng trang bị vật tư 7 năm tù, Ngô Anh Tuấn, thiếu tá, trưởng phòng tài chính 4 năm tù, Lê Trường Minh, thiếu tá, cựu trưởng ban hóa dược 6 năm tù, Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á 6 năm tù. Sau đó, các bị cáo trong vụ án kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, bị đơn dân sự là Công ty Việt Á kháng cáo xin xem xét lại phần trách nhiệm dân sự. Tòa án cũng triệu tập bà Hồ Thị Thanh Thủy, vợ bị cáo Việt, đến tham dự với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngày 17 tháng 7, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, khiến 4 mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ. Quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra giải quyết tai nạn, cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải hổ vồ chở quá tải 74%. Bên cạnh đó, tài xế xe hổ vồ là Đoàn Văn Lương, sinh năm 1986 ở Cao Bằng, dương tính với ma túy. Theo tài liệu của cơ quan công an, sau khi gây tai nạn, tài xế Đoàn Văn Lương đã rời bỏ hiện trường. Tối ngày 16 tháng 7, Đoàn Văn Lương đã ra cơ quan công an làm việc. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định xe tải hổ vồ biển kiểm soát 88C28849, loại xe 15 tấn, đăng ký tên chủ xe là bà Nguyễn Thị Thờ, sinh năm 1984, ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, chở cát, đá, sỏi đi trên đường hướng xã Cát Quế đi xã Minh Khai. Khi vừa đi qua ngã tư giao với đường liên xã Ba Tràng, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thì phần đầu xe đâm vào thùng xe tải nhỏ do anh Lê Văn Nờ điều khiển hướng xã Dương Liễu đi xã Đức Thượng đi vào ngã tư. Sau va chạm, xe tải biển kiểm soát húc vào xe máy do chị NTH, sinh năm 1992, ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội, điều khiển chở theo 3 con đi ngược chiều đường liên xã, ép vào thành cầu và kéo lên xe máy cùng các nạn nhân dưới gầm xe tải nhỏ. Hậu quả, chị Hát và các con tử vong tại chỗ. Cảnh sát Nhật Bản cho biết, cơ quan này vừa qua đã bắt giữ 6 nghi phạm, tất cả đều mang quốc tịch Việt Nam, với cáo buộc trồng khoảng 1.500 cây cần sa cho mục đích thương mại tại một nhà kho ở thành phố Kowa, tỉnh Ibaraki. Theo quá trình điều tra của cơ quan cảnh sát, vào tháng 5 năm ngoái, lực lượng chức năng Nhật Bản đã phát hiện nhiều cây cần sa đang được trồng tại một nhà kho ở thành phố Kyoto, tỉnh Saitama, sau một vụ hỏa hoạn xảy ra tại thành phố này. Sau khi tiến hành điều tra vụ việc, cảnh sát nghi ngờ 6 nghi phạm cũng đang trồng cây cần sa tại một nhà kho khác ở thành phố Kowa, tỉnh Ibaraki. Đến tháng 4 vừa qua, cơ quan cảnh sát phát hiện những đối tượng này trồng khoảng 1.500 cây cần sa cho mục đích thương mại tại một nhà kho của một người đàn ông Việt Nam, khoảng 32 tuổi, làm nghề tự do ở thành phố Bando, tỉnh Ibaraki. Nhà kho nơi các nghi phạm trồng cần sa rộng khoảng 450 m2, được trang bị thiết bị chiếu sáng, điều hòa không khí, phục vụ cho canh tác và trồng trọt. Theo cảnh sát Nhật Bản, giá trị của những cây cần sa này lên tới 370 triệu yên, tương đương khoảng 60 tỷ đồng. Hiện nay, danh tính của toàn bộ 6 nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ nhằm phục vụ công tác mở rộng điều tra. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, thu giữ khoảng 1,1 kg vàng. Trước đó, trong quá trình thực hiện thủ tục kiểm tra, kiểm soát đối với hành khách nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, tổ kiểm soát của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo, Cục Hải quan Quảng Trị phát hiện ông Phạm Đình Hoàng, 59 tuổi, trú tại xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra phát hiện, bên trong quần dài mà ông Phạm Đình Hoàng đang mặc có một túi vải caro màu nâu được buộc quanh thắt lưng. Bên trong túi vải này có 9 miếng kim loại màu vàng, hình bầu dục, được gói trong các tờ giấy bạc. Qua đấu tranh ban đầu, ông Phạm Đình Hoàng khai nhận 9 miếng kim loại màu vàng nêu trên đều là vàng do ông khai thác được tại Lào. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc, tạm giữ niêm phong toàn bộ tang vật vi phạm để giám định. Kết quả giám định tang vật, Phân viện Khoa học Hình sự tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an xác định 9 miếng kim loại màu vàng nêu trên đều có kim loại vàng, với hàm lượng trung bình là 93,9%, tổng khối lượng là 1.167,08 gram, tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng.